Chào mừng các bạn đã quay trở lại cả Tech Space Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lại đem đến cho các bạn một bộ PC vô cùng đặc biệt. Trong thời điểm năm hết Tết đến thì theo mình biết thì có rất nhiều bạn sinh viên hoặc là những bạn mà nhà không ở thành phố đang chuẩn bị là trở về quê ăn Tết. Cái nhu cầu di chuyển nhanh gọn là rất cao và thậm chí là có những bạn mà còn muốn đem cả PC về quê. Nó rất là cồng kềnh và đôi khi là hỏng cả đồ họa, là sệ cả đồ họa. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một bộ PC vừa nhỏ vừa nhẹ và lại có giá thành rất phù hợp với các bạn sinh viên. Nó sẽ rất tiện cho những bạn nào mà cần di chuyển nhiều, những bạn mà hay chuyển nhà, hay là trong những cái dịp năm hết Tết đến này mà các bạn về quê ăn Tết mà vẫn có thể mang PC về để chơi game hoặc là làm những công việc cá nhân của mình. Chúng ta cùng bắt đầu video nhé. Như mình đã nói thì đây là một PC dành cho những bạn sinh viên, vậy nên chúng ta sẽ tối ưu tầm giá nhất có thể, rẻ nhất có thể để cho nó phù hợp với các bạn còn đang trong tuổi đi học. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một con main MSI Pro H610E DDR4. Con này thì mình đã giới thiệu trong rất nhiều video PC giá rẻ rồi. Đây là một con main có thể đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu cơ bản của các bạn và nó hoàn toàn có thể cân được những con i3, i5 từ thế hệ thứ 12 đổ lên và cũng không có quá nhiều để nói cho con này đâu. Về cơ bản thì nó là con main dùng được, nó không có ngoại hình hầm hố nhưng mà nó lại rất là rẻ và nó không thiếu một cái gì cả, có đầy đủ hai thanh RAM rồi PCIe 4.0, rất là cơ bản thôi. Vậy nên đi kèm với nó thì mình sẽ sử dụng một con CPU vô cùng quốc dân, đó chính là con i3-12100F. Con này thì mình đã giới thiệu rất nhiều trong video trước rồi. Đây là một con CPU giá rẻ nhất thị trường và có hiệu năng rất là ok. Các bạn hoàn toàn có thể chơi game rồi thì làm những công tác vụ cơ bản, học tập Photoshop rồi thậm chí là dựng một số video TikTok mà nó khoảng từ 10 đến 30 giây ấy. Thậm chí là vài phút cũng không sao, nhưng mà mình sẽ không khuyến khích là các bạn try hard với con này. Và đó, nó chỉ đơn giản là nó đủ dùng, chắc chắn là không giật lag gì rồi. Cái đây mình có thể đảm bảo. Ok, lại đến RAM. Thì theo mình, như mình thấy thì những cái linh kiện khác như là CPU rồi main rồi thì VGA mình có thể tiết kiệm được, nhưng chúng ta sẽ không nên tiết kiệm RAM. Tại vì theo mình thấy cái mức để mà để đáp ứng nhu cầu tối thiểu cơ bản thì nó sẽ phải là 16GB và bus 3200. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai thanh Lexa Thor DDR4 với bus là 3200, tổng dung lượng là 16GB. Đó, bus 3200 16GB. Tất cả những bộ PC nào mà bill hiện nay thì mình sẽ đều khuyến khích là sử dụng cái thông số này, chứ không thể nào là thấp hơn được. Bởi vì hiện tại RAM thì cũng quá rẻ rồi, và những cái tác vụ cơ bản như kiểu là các bạn vừa chơi game, vừa làm việc, vừa lướt web thì mình thấy nó cũng ăn đến gần 16GB rồi đấy. Cho nên cái thông số này là hoàn toàn hợp lý ở thời điểm hiện tại. Cho dù là các bạn có bill một bộ PC giá rẻ đi chăng nữa thì mình nghĩ giá rẻ nhất thì nó cũng nên là hai thanh 8GB và bus 3200. Về tản nhiệt thì chắc chắn rồi, lại là con Deepcool AG400. Thì đây là một con tản nhiệt khí có hiệu năng trên giá thành tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Các bạn sẽ không phải đắn đo gì khi mà cầm con này để cân những con i3 và i5 nữa. Nói về SSD thì mình cũng sẽ sử dụng một con thuộc dạng gọi là dòng thấp nhất đi. Thì đấy, con này con Lexa NM610 Pro. Nó sẽ có tốc độ đọc ghi tuần tự là 3300 và 3000 với dung lượng là 250GB. Tại vì để tối ưu tầm giá dành cho các bạn sinh viên ấy, cho nên là mình sẽ chỉ sử dụng con SSD thấp nhất thôi. Thì theo như mình thấy, một con SSD 250GB nó sẽ vừa có thể cài Win này, nó có thể cài một số phần mềm làm việc cơ bản như là Premiere, Photoshop và vài ba con game eSport hoặc là AAA tầm 3 đến 4 game gì đấy, thì các bạn vẫn sẽ còn thừa một chút để lưu trữ ảnh hoặc là video. Cho nên là mình thấy cái nhu cầu cơ bản ấy thì 250GB nó cũng vẫn là hợp lý. Còn nếu mà khi build máy các bạn muốn nâng thêm từ 500GB, 1T, 2T thì đấy là nhu cầu của các bạn. Còn ở đây mình sẽ chỉ đưa ra đúng cái chủ đề là tối ưu hiệu năng trên tầm giá tốt nhất cho các bạn thôi. Ok, còn về VGA, ở đây chúng ta sẽ sử dụng một con GTX 1650 của Asus Duo. Thì nói thật là trong năm 2024 ấy, dùng 1650 nó cũng hơi bị lỗi thời một chút. Nhưng mà theo mình thấy ở thời điểm hiện tại, những cái con mà còn bán mới ra ấy, thì các bạn sẽ không thể tìm thấy một con nào có tầm giá rẻ hơn 1650 được nữa đâu. Mặc dù cái mã này thì nó có hơi cũ một chút, nhưng mà theo như mình thấy thì cái sức mạnh của nó để đáp ứng những nhu cầu cơ bản và chơi các tựa game eSports thời nay, thậm chí là cả game AAA mà các bạn có thể để một bức cấu hình hợp lý ở trong độ phân giải là Full HD thì nó vẫn sẽ cân rất là tốt. Mà nó cân được như thế nào thì lát nữa ai cùng mình test hiệu năng của em nó nhá. Và linh kiện mấu chốt để quyết định nên chủ đề của video này, đó chính là bộ vỏ cây. Và trước mắt mình đây là một bộ vỏ cây rất nhỏ, gọn và đẹp. Nó là một con Galaxy Revolution 03. Thì con này theo như nhà sản xuất công bố thì nó sẽ là một con mini tower, nhưng mà theo như mình thấy thì nó sẽ là line giữa của MATX và ITX. Thì đối với con này nó sẽ rất là nhỏ gọn luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này,
và mình có thể nâng nó lên rất là dễ dàng. Thì đây là một vỏ cây khá là kín, tuy nhiên thì nó sẽ có rất nhiều hệ thống airflow, như là mặt bên này nó sẽ có lỗ này, những lỗ xung quanh luôn. Vậy nên tuy mặt trước nó không hở cho lắm, nhưng mà đối với hệ thống airflow mà chi chít thế này ấy, thì mình có thể đảm bảo đây là một con cây tuy kín tuy nhỏ nhưng mà nó sẽ rất là thông thoáng. Và những cái linh kiện mà như mình đã giới thiệu vừa rồi ấy, thì nó sẽ là những cái linh kiện mà ăn rất ít điện năng, cho nên là cái sự tỏa nhiệt của nó ra cũng không nhiều. Vậy nên nó kết hợp với bộ vỏ cây này rất là hoàn hảo. Và quan trọng nhất là nó nhỏ, cho nên là các bạn có thể dễ dàng mà cho vào vali và xách về quê, hay là rất là vô tư. Và nó sẽ rất là phù hợp với những bạn sinh viên mà đang trong quá trình học tập và làm việc xa nhà. Ok, giới thiệu thế đủ rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test hiệu năng của em vào nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng test tựa game Power, một tựa game được mới ra gần đây và đang rất hot trong thời điểm hiện tại. Thì con VGA này cũng không phải là con VGA khỏe cho lắm, mà con Power nó lại sử dụng Unreal Engine 5, cho nên là mình sẽ để setting ở mức medium thôi, và cái mình sẽ bật cả DLSS automatic để xem là cái hiệu quả nó được đến đâu. Ok. Rồi ở đây thì mình đang ở cái những cái map đầu tiên của game, thì mình sẽ chỉ free roam một chút. Và như các bạn có thể thấy thì cái FPS ổn định của nó sẽ rơi vào khoảng 45 đến 50 FPS. Thì đối với một tựa game mà cũng sử dụng cái engine nặng như thế này, cùng với cả thế giới mở nó phải render real time liên tục ấy, thì mình thấy là đối với 1650 thì nó cũng cho ra hiệu năng khá là tốt. Và bây giờ thì mình sẽ thử đánh cái con King Paka này để xem là FPS nó trồi sụt đến đâu khi mà nó có các hiệu ứng của các từ các cái chữ lực của con Pau. Nào làm gì đi. Ok. Và đó, như các bạn có thể thấy thì cái FPS cho ra nó rất là ổn định, và nó khi mà kể cả các hiệu ứng trưởng trước các thứ thì nó cũng không sụt nhiều, nó gần như không sụt luôn, nên mình thấy nó sẽ rất là ổn định. Nó vẫn sẽ chỉ loanh quanh khoảng 45 đến 50. Đối với một tựa game mà không phải quá try hard như thế này thì các bạn cũng chỉ cần một tốc độ mạng ổn định thôi, chứ còn để mà cột một cấu hình quá cao thì nó cũng không đẹp hơn được nữa đâu, tại vì cái Power này đồ họa khá là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ để một tựa game quốc dân hơn, đó là con Valorant. Thì con này thì mình cũng sẽ để là medium. Thì con này thì mình chắc chắn là nó sẽ nhẹ hơn con Power rồi. Và nên mà mình sẽ bật một số hiệu ứng lên để cho nó gọi là đầy đủ một chút. Rồi chúng ta sẽ cùng xem là cái hiệu năng cho ra của 1650 ở 2024 nó được bao nhiêu nhá. Và đây như các bạn có thể thấy thì nó sẽ loanh quanh ở khoảng 300 đến 250 FPS. Và đó thì chúng ta sẽ thấy một con 1650 để medium thì nó sẽ rất là phù hợp với những cái bạn mà sử dụng máy nhẹ nhàng để chơi game không quá try hard. Chỉ là một vài con game như là Valorant rồi LOL bật lên để giải trí thì 250 FPS mình cũng thấy quá là thừa để cân những cái màn 144 đến 165 FPS rồi. Rồi đến một tựa game quốc dân khác, đó chính là CS2. Thì con game này thì có thể nói là nó tối ưu cũng chưa được tốt cho lắm, nên mình sẽ để ở mức custom low để cho nó ra nhiều FPS nhất có thể, và nó sẽ tối ưu được cái game này nhất. Và như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng 200 FPS trung bình. Thì mình nói thật, đối với một cái cấu hình máy như thế này thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi nhiều là hình ảnh nó phải đẹp xuất sắc. Thì đơn giản là chúng ta build bộ máy này chỉ để cho nó tiện, nó đủ chơi là được. Cho nên là 200 FPS và để mức medium low và khử răng cưa 4x thì mình cũng đã thấy là khá là ok rồi. Và đây cũng là một thể loại game eSports mà chúng ta cần thao tác nhanh, cho nên là cái cấu hình của nó mình khuyến khích là để càng thấp càng tốt, để cho các bạn có thể phản xạ nhanh nhất có thể. Và đó là toàn bộ những gì về bộ PC này. Một bộ PC rất nhỏ, đẹp, và nó có một giá thành hợp lý dành cho các bạn sinh viên còn đang trong tuổi đi học mà luôn phải di chuyển liên tục. Nếu như các bạn muốn build một bộ PC như thế này thì hãy liên hệ với TechSpace Việt Nam. Đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và đừng quên là trong dịp năm hết Tết đến sẽ có rất nhiều ưu đãi dành cho các bạn build PC ở TechSpace Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.